Thưa quý vị, những năm gần đây, ngành y tế Lâm Đồng đã tạo được những bước đột phá cả về chất và lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã hướng tới việc phục vụ người bệnh với chất lượng tốt hơn, hiệu quả và công bằng hơn. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được ứng dụng thành công trong chẩn đoán điều trị bệnh ở các tuyến. Hệ thống y tế ngày càng được củng cố mở rộng, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhóm phóng viên thời sự có ghi nhận sau, xin chuyển đến quý vị và các bạn. Điểm nổi bật của ngành y tế trong những năm gần đây đó là cơ sở vật chất cho thiết bị y tế trong toàn ngành, toàn tuyến được tăng cường, đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại để thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân hạng và phân tuyến kỹ thuật. Nếu như trước đây những người bị bệnh lý mạch vành phải điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm lớn, thì hiện nay đã được điều trị thành công tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Sau một năm đi vào hoạt động theo đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành can thiệp tim mạch từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đơn vị tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng với sự cầm tay chỉ việc của hai bệnh viện tuyến trên đến giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến nay đã có hơn 400 ca có chỉ định chụp mạch vành, trong đó có 200 ca được can thiệp mạch vành, trong đó tỷ lệ thành công về mặt lâm sàng 98%, không có ca tử vong trong can thiệp cấp cứu. Còn đối với bệnh nhân bị ung thư cũng được phát hiện kịp thời thông qua đề án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa ung bướu được triển khai đi vào hoạt động cuối năm 2016 vừa qua, với quy mô ban đầu 40 giường bệnh, được trang bị đầy đủ trang thiết bị điều trị. Trong giai đoạn thực hiện đề án, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ phối hợp với các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tiếp nhận các kỹ thuật do Bệnh viện Ung bướu chuyển giao. Việc tăng cường hợp tác với các bệnh viện chuyên sâu trong chuyển giao kỹ thuật đã có phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế. Điều này đã giúp giảm áp lực chi phí điều trị cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nghèo. Thì trong thời gian sắp tới chúng tôi phối hợp với bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược và bệnh viện là phụ sản tự dục sẽ triển khai các cái nội soi mới như là cái nội soi về cắt cái đại tràng ung thư đại tràng bằng nội soi, rồi cắt tử cung u sơ tử cung bằng nội soi mà trước đây chúng tôi phải mổ hở, rồi nội soi ngược dòng để lấy các cái sỏi cái đường mật và trước đây phải mổ mở, thì sắp tới thì trang thiết bị chúng tôi đã có thì sẽ làm các cái nội soi về cái đường mật mà ngược dòng. Ngoài được đầu tư các trang thiết bị mới tại bệnh viện tuyến tỉnh, thì các bệnh viện tuyến cơ sở đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhiều kỹ thuật mới về niệu khoa, sản khoa, tai mũi họng được triển khai tại bệnh viện 2 Lâm Đồng, phẫu thuật nội soi túi mật tại trung tâm y tế huyện Đơn Dương và Đức Trọng, phẫu thuật ngoại khoa, sản khoa tại trung tâm y tế huyện Đam Rông, v.v. Đặc biệt từ đề án 1816 của Bộ Y tế triển khai trong nhiều năm qua, theo đó bệnh viện tuyến tỉnh tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực chuyên môn. Cùng với đó, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh xuống hỗ trợ bệnh viện tuyến huyện nâng cao năng lực khám, chẩn đoán điều trị theo hình thức cầm tay chỉ việc. Các bệnh viện tuyến huyện xuống trạm y tế xã tập huấn cho cán bộ y tế xã, y tế thôn bản. Thông qua đó, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến xã dần được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám chữa bệnh, góp phần hạn chế tình trạng chuyển tuyến, giảm áp lực cho các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên. Ban giám đốc và đảng ủy trung tâm y tế cũng đã ra cái nghị quyết quyết tâm đầu tư để nâng cao cái chất lượng chuyên môn bằng cách là chúng tôi đầu tư triển khai cái hệ thống trung tâm khí từ nguồn ngân sách của tỉnh. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đầu tư cái hệ thống mổ nội soi khoảng 3 tỷ 6, tiếp tục cải tạo một số cái kỹ thuật, ví dụ như đầu tư về máy sinh hóa tại khoa xét nghiệm, rồi chúng tôi cũng đã công bố cái an toàn sinh học cấp 2 đối với phòng xét nghiệm của đơn vị để nâng cao cái chất lượng về cận lâm sàng tại đơn vị. Nó tê đau cái đùi suốt nhà, thời gian 2 tuần nay thấy đỡ rồi cơ. Dạ. Cũng đỡ nhiều lắm rồi. Cái gì không mấy mà hiểu thì người ta chỉ dẫn, không có nói những cái kiểu mà nói sẵn này kia đâu. Dạ. Mà cũng tốt lắm. Cô và ông xã cô thường xuyên là bệnh nhân khám ở bệnh viện lớn thành phố Đà Lạt, tốt, dịch vụ tốt, tiếp đãi nồng hậu, ân cần. Mong theo thành phố mình phát huy về ngành y tế này càng ngày càng tốt. Trên lĩnh vực y tế dự phòng ở Lâm Đồng đã được nhân dân hưởng ứng cùng tham gia các hoạt động phòng bệnh. Tỉnh Lâm Đồng đã không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm
như cúm A, H1N1, H5N1, H5N6, H7N9 và các bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm xảy ra. Công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được đẩy mạnh với khoảng 97% tổng số trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng. 12 trên 12 huyện thành phố đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. Năm 2016 thì những cái bệnh dịch lưu hành ở địa phương như là bệnh sốt rét của chúng ta trên địa bàn thì tỷ lệ sốt rét trên 1.000 dân của chúng ta là 0,098. Trong đó toàn quốc là 0,3 trên 1.000 dân. Tỷ lệ nhiễm HIV của chúng ta là 0,09 thì toàn quốc là 0,3. Bên cạnh đó, mạng lưới y tế cơ sở phục hồi chức năng y học cổ truyền tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Các trung tâm y tế huyện, thành phố đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đến nay, toàn ngành có 115 trên 147 xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020. Có 45 trên 117 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí y tế của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục là phải chủ động phòng chống dịch bệnh, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là các cái dịch bệnh mới nổi như là dịch cúm này, Ebola do biến đổi khí hậu, Zika cùng với các cái dịch bệnh lưu hành ở địa phương như sốt rét, sốt xuất huyết. Về công tác khám chữa bệnh điều trị thì sẽ tiếp tục có các cái biện pháp, giải pháp chỉ đạo đơn vị để nâng cao chất lượng bệnh viện gắn với nêu cao về y đức, về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Đối với công tác dược thì tiếp tục là sẽ đảm bảo đủ thuốc. Anh sẽ tiếp tục chú trọng là phát triển y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, phát triển kết hợp giữa Đông Tây Y để phục vụ người bệnh được tốt hơn. Chính nhờ được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế hiện đại gắn với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kịp thời cho đội ngũ y bác sĩ, nên chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng lên. Dẫu biết rằng phía trước, ngành y tế Lâm Đồng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Hy vọng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, ngành y tế Lâm Đồng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên hành trình mới. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng thực hiện 70.000 lượt khám, chẩn đoán, xét nghiệm, chữa bệnh cho nhân dân. Riêng trong năm 2016, bệnh viện đã khám, chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị cho trên 130.000 lượt bệnh nhân.